Thì tôi đứng đây để đại diện Techcombank hôm nay muốn trao đổi với mọi người một cái chính sách, một cái sản phẩm vượt trội mà sau khi Techcombank và Masterline sau rất là nhiều vòng thảo luận đã đưa ra cho thị trường, và đặc biệt là dành cho cái khách hàng mà gọi là sở hữu những cái bất động sản hàng hiệu như ngày hôm nay. Trong cái khuôn khổ này thì tôi sẽ cố gắng trình bày gói gọn cho các anh chị trong khoảng từ 5 đến 10 phút thôi những cái điểm chính nhất của cái sản phẩm của ngày của mà chúng tôi đưa ra thị trường cho Grand Marina Sài Gòn. Sau đó chúng ta sẽ có một vài cái Q&A. Nếu bất cứ các anh chị nào, các sàn nào mà cần làm rõ thêm tất cả những cái details trong cái sản phẩm chúng tôi sẽ đưa ra, các anh chị có thể liên hệ với tôi hoặc list danh sách của tất cả các bạn của banker. Sau đó chúng ta sẽ có, chúng tôi có thể đến tất cả các bạn, cái sàn của các bạn để làm rõ hơn cho mọi người ha. Ok. Đây là chính sách bán hàng dự kiến mà sau khi bên Masterline và Techcombank đã trao đổi. Thì đối với Grand Marina Sài Gòn hiện nay chúng tôi, Techcombank đang đưa ra hai cái option cho khách hàng. Khách hàng có thể vay 60% và chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 60% cái giá trị của cái hợp đồng mua bán của mình. Các anh chị thấy là khách hàng sẽ đi vào cọc 500 triệu đúng không? Sau đó có thể các lần thanh toán tiếp theo cho đến khi ký hợp đồng mua bán thì khách hàng sẽ vào thêm 10% nữa. Và tại thời điểm này Techcombank sẽ cho vay 60% và toàn bộ 60% này được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất. Còn thời gian hỗ trợ lãi suất bao nhiêu lâu thì chúng ta đợi chính sách bán hàng cụ thể ra thì chúng ta sẽ rõ. Quan trọng là cái option thứ hai, đây là một cái phương án mà vượt trội chúng tôi đã đưa ra cho khách hàng Grand Marina Sài Gòn, là khách hàng cọc 500 triệu. Khách hàng cọc 500 triệu sau đó các đợt thanh toán tiếp theo và đến khi hợp đồng mua bán nó tổng 100% đúng không? Tất cả những khoản này Techcombank sẽ giải ngân hết cho khách hàng và chủ đầu tư đồng ý hỗ trợ lãi suất. Tôi đã đi slide tiếp theo thì các anh chị chắc là sẽ rõ hơn. Đây, các anh chị sẽ thấy với một cái chính sách tôi xin phép xuống đây cho mọi người nhìn rõ hơn một chút nha. Với cái chính sách bán hàng thông thường, các anh chị sẽ thấy rằng là 30% tiền mặt là khách hàng sẽ trả cho đến khi ký hợp đồng mua bán. Sau khi ký hợp đồng mua bán rồi thì ngân hàng sẽ đồng hành với khách hàng, cùng lúc này là sẽ hỗ trợ lãi suất 30% giá tiền còn lại, số tiền còn lại. Nhưng đối với Grand Marina Sài Gòn, chúng tôi sau khi trao đổi rất là nhiều vòng với chủ đầu tư thì có một cái sự thay đổi chút xíu. Trước đây chúng ta vẫn thấy là khách hàng đi 30%, nhưng mà trước đây chúng ta khái niệm rằng là khách hàng phải đi bằng tiền mặt 30% này. Thì sau khi bên Masterline và bên Techcombank có trao đổi với nhau rất là nhiều á, thì tiền cũng chính là một tài sản mà, tiền cũng là tài sản, và chúng tôi đồng ý cho khách hàng thay tiền mặt bằng một tài sản khác. Nghĩa là khách hàng phải thay vì dùng tiền mặt của mình, khách hàng có thể dùng tài sản khác để bỏ vào đây cho 40%. Sau đó 60% còn lại Techcombank cũng giải ngân bằng cái hợp đồng mua bán. Và đặc biệt là cả hai khoản này chủ đầu tư đều đồng ý hỗ trợ lãi suất 100%. Nếu mà các anh chị bên Mỹ một tí các anh chị sẽ thấy Techcombank đang dùng hai từ khác nhau ha. Với 40% đầu tiên tôi dùng từ là chủ đầu tư đồng ý hỗ trợ lãi suất, 60% còn lại tôi dùng từ là hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư. Vì sao có chữ đồng ý hỗ trợ lãi suất này? Giống như tôi quay lại câu nãy tôi nói là thay vì khách hàng phải dùng tiền mặt để thanh toán cho cái phần vốn tự có, thì Techcombank định nghĩa rằng tiền cũng là tài sản mà Techcombank đồng ý cho khách hàng thay cái tài sản khác bằng tiền mặt. Và đây là một cái sự hợp tác chiến lược của Techcombank và Masterline Homes. Chúng tôi mong muốn những cái khách hàng của mình, đặc biệt là những cái khách hàng cao cấp mà sở hữu những cái bất động sản hàng hiệu như này, có nhiều cái cơ hội gia tăng cái lợi nhuận từ những khoản đầu tư, và họ sẽ có nhiều cơ hội để tối ưu hóa những khoản đầu tư của mình. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi áp dụng cho Grand Marina Sài Gòn cái chính sách này. Và hiện nay chỉ áp dụng cho Grand Marina Sài Gòn nha các anh chị. Thì 40% thay vì đi một bằng tiền mặt thì sẽ được thay bằng tài sản khác, và chủ đầu tư đồng ý hỗ trợ lãi suất cho cái khoản này. Tiếp theo chúng ta sẽ có cụ thể hơn. Ví dụ như thay vì trước đây chúng ta chỉ mua nhà cho chính bản thân mình, thì bây giờ chúng tôi đồng ý luôn cho cả người thân. Có những khách hàng có thể mua cho bố, mẹ, anh chị em, con ruột, đúng không? Tôi nghĩ là chúng ta rất là hiểu nhóm khách hàng này, đúng không? Họ có thể mua những cái căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ cho những người con của mình, có thể từ du học, từ nước ngoài về, vân vân. Thì chúng tôi đồng ý tài trợ cho việc mà mua nhà cho con, cho bố mẹ, cho người thân.
và vẫn quay lại điều này tôi đã trao đổi là chúng tôi đồng ý vay 100% lên tới hạn mức vay của toàn bộ cái giá trị cái hợp đồng mua bán. Và đây là một điều đặc biệt nữa, nếu mà tí nữa anh chị nào tin đi đặt câu hỏi thì tôi sẽ trả lời, nếu không tôi sẽ quay lại cái việc này sau ha. Rồi, chúng ta sẽ được ôn hạn gốc trong suốt thời gian chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất. Và tương tự như vậy thì khách hàng cũng được miễn phí toàn bộ phí trả nợ trước hạn trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất. À, đây là cái điều mà anh chị có thể rất là nhiều anh chị lăn tăn, tôi lái chữ đỏ lên, đó là khách hàng được quyền chuyển nhượng cái khoản vay của mình, và cái người nhận lại cái khoản vay ấy, cái người mua cái căn hộ mà F2 mà các anh chị hay nói là được quyền nhận lại khoản vay và thừa kế lại cái gói hỗ trợ lãi suất mà khách hàng lần đầu đã tham dự. Rồi có rất là nhiều các anh chị gọi hỏi hàng hoặc là nhắn tin hỏi hàng thế cách chứng minh như nào, rồi có ví dụ như là nghệ sĩ, rồi ca sĩ, diễn viên. Hiện nay chúng ta sẽ rất là linh hoạt cho cái nhóm khách hàng này. Các bạn có thể chứng minh ngoài bên cạnh từ lương nhé, các bạn có thể chứng minh từ bất động sản, từ những cái tài sản tích lũy của khách hàng, ví dụ như sổ tiết kiệm, trái phiếu, vốn bất động sản. Thì từ tất cả những tài sản tích lũy này chúng tôi sẽ tự lượng hóa quy ra thu nhập của khách hàng hàng tháng là như thế nào để chúng tôi phê duyệt khoản vay dựa trên những tài sản tích lũy này. Và tài sản đảm bảo thì tất nhiên nó sẽ là hợp đồng mua bán hoặc là trái phiếu hoặc là sổ tiết kiệm của khách hàng tại Techcombank. Và một điều đặc biệt nữa là chúng tôi chấp nhận thế chấp bằng tài sản khác mà khách hàng đang có cho 100% cái hợp đồng mua bán của mình. Ví dụ như khách hàng mua cái căn Grand Marina của mình là khoảng 1 triệu đô, là khoảng 23 tỷ đi. Khách hàng có option là khách hàng sẽ thế chấp cái căn Grand Marina đó để vay, hoặc khách hàng dùng tài sản khác thế vô. Vậy không cần phải thế chấp cái căn Grand Marina đó. Khách hàng có thể tối ưu hóa tất cả các danh mục của mình và Techcombank sẽ hỗ trợ linh hoạt nhất cho các khách hàng mong muốn. Đây cơ bản là tất cả những cái khung sản phẩm Grand Marina Sài Gòn mà các bạn sẽ đồng hành cho khách hàng trong cái dự án Masterline Grand Marina Sài Gòn này. Thì cái slide phía sau là tôi sẽ chuyển tới đây là tất cả những cái bạn là đầu mối liên hệ của Techcombank chịu trách nhiệm cho Grand Marina Sài Gòn. Các bạn có thể liên hệ với các đầu mối này để cũng thể cùng đi khách hàng, cùng làm rõ, cùng tư vấn hơn cho tất cả các anh chị chốt deal về sale hoặc là có bất cứ cái thắc mắc nào.